quý vị và các bạn có thể nhận thấy xu hướng sử dụng xe tay ga của người Việt ngày càng tăng rõ rệt. Nếu như trước đây thị phần của xe tay ga chỉ chiếm khoảng 30 đến 40% thôi, thì những năm gần đây thì thị phần của xe tay ga đã chiếm tới hơn 50%. Chính vì vậy mà các hãng xe máy đã tập trung rất nhiều vào việc cải tiến về thiết bị cũng như là hình dáng của những chiếc xe tay ga. Và bên cạnh tôi đây chính là chiếc Yamaha Latte cũng vừa được Yamaha bổ sung vào dàn sản phẩm mới của mình vào tháng 5 vừa qua thôi. Và chiếc Yamaha Latte này ra đời nhằm thay thế cho Agrujo trước đó. Vậy thì liệu Yamaha Latte có những cái cải tiến cũng như là trang bị mới gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem nhé. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, chiếc xe ga hoàn toàn mới của Yamaha là Latte ra đời. Mẫu xe này nằm giữa Janus và Grande, tiếp tục định vị là xe ga dành cho nữ và cạnh tranh trực tiếp với Honda Lead. Để gánh trọng trách này, Latte được làm mới hoàn toàn về thiết kế, động cơ và tính năng. Yamaha Latte có kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 1820mm, 690mm, 1160mm. Chiều cao yên 790mm, chiều cao gầm xe 125mm. Xe có bình xăng lớn 5,5 lít và trọng lượng 100kg là một lợi thế với Latte khi nhẹ hơn đối thủ lít tới 12kg, giúp chị em dễ dàng dắt xe cũng như khi di chuyển. Xe sử dụng vành 12 inch, lốp trước không xăm kích cỡ 90/90/12, lốp sau 100/90/12, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau dạng tang trống. Đi vào cụ thể thì Yamaha Latte vẫn giữ những cái đường nét thiết kế khá là bo tròn với những chiếc Yamaha trước đó như là Grande hay là Cruzo. Cụ thể thì phần mặt nạ có thể vuông như này rất là đẹp mắt này. Phần hai bên đèn pha bên này thì khá giống với thiết kế của Cruzo. Nhưng một điểm khác là có thêm cái thanh mạ chrome như thế này, trông xe khá là sang. Đây thì có một dải đèn định vị nữa. Dải đèn định vị này thì sẽ sáng khi mà chúng ta sẽ khởi động xe. Còn phía trên này chiếc đèn pha của xe vẫn giữ nguyên dạng hình viên kim cương đặc trưng của dòng xe Yamaha. Ngoài ra, đuôi xe vút cao khiến xe nhìn thanh thoát hơn. Tay nắm sau có thiết kế dài và rộng bản. Yên xe được thiết kế dạng phẳng tạo vị trí lái thoải mái, thời trang và tôn dáng người điều khiển. Màn hình của Latte mang thiết kế cổ điển với đồng hồ tốc độ cỡ lớn ở trung tâm và các đèn thông báo ở hai bên. Ngoài ra có thêm màn hình LCD cỡ nhỏ. Thì cái màn hình LED này hiển thị thời gian này, tốc độ, quãng đường và thậm chí là cảnh báo khi mà xe gần hết xăng. Phía hai bên là hai nút điều chỉnh các cái thông số này. Vậy. Phía hai bên thì xi nhan trái phải và dừng cầm chừng cũng được thiết kế riêng tách rời, trông rất là lạ mắt. Đây là đèn pha cốt này, xi nhan, rồi là còi. Phía bên phải thì có hệ thống stop start system dừng cầm chừng. Đây là chế độ off, chế độ khởi động. Đây là khởi động đèn pha khi đi vào trời tối thì nó chỉ có cái chế độ gạt sang nhé hay là bật. Còn gạt với đây là tắt. Đây là chế độ ở đề. Giống như các sản phẩm gần đây trong chiến dịch Why Not, Latte được trang bị bộ phát điện thông minh giúp xe có hai tính năng là ngắt động cơ tạm thời và khởi động nhanh với một chạm, khóa thông minh. Cái cụm khởi động của xe cũng được thiết kế rất là đơn giản, phối màu giữa màu đen và màu bạc. Và đây là hai nút mở cốp cũng như là mở nắp xăng bên tay trái. Bây giờ chúng ta hãy thử khởi động xe nhé. Đầu tiên chúng ta cầm khóa gần xe này, chúng ta ấn xuống. Sau đó chúng ta vặn về on. Sau đó chúng ta để là có thể khởi động được xe. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn mở cốp thì chúng ta sẽ vặn về open như này, sẽ ấn shift và cốp sẽ được mở. Cốp chúng ta được mở như thế này.
Hoặc là nếu chúng ta muốn mở bình xăng, nắp bình xăng bên tay trái kia, thì chúng ta sẽ ấn lên như này. Như vậy là bình xăng mở được bên này. Rất là tiện lợi, chúng ta không cần phải xuống xe đổ xăng. Cốp xe của Yamaha Latte có thiết kế rộng với dung tích 37 lít bằng với dung tích cốp của Honda Lead. Cốp xe này đủ to để chứa hai mũ bảo hiểm và nhiều đồ đạc khác. Trái tim của Yamaha Latte là động cơ BlueCore dung tích 125 phân khối cho công suất tối đa 8,1 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 9,7 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Cái phần để chân của Latte cũng được Yamaha thiết kế rất là rộng rãi thoải mái, cho chúng ta một cái tư thế ngồi rất là dễ chịu khi chúng ta di chuyển trên nội đô. Thân xe của Latte thì được thiết kế vuốt ra phía sau như thế này. Ra đến đây thì cụm đèn hậu thì thiết kế liền khối rất là đẹp. Tuy nhiên thì vẫn sử dụng bóng halogen thôi. Phía bên thân xe thì cái logo tên xe Latte được mạ chrome nổi, rất là nổi bật. Ngoài ra thì khóa thông minh trên Latte còn được trang bị thêm chức năng định vị xe. Tức là khi chúng ta gửi xe ở bãi đỗ xe thì chỉ với một thao tác nút nhấn như thế này thôi, đèn xi nhan trước và sau sẽ tự động nháy như thế này. Và chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy xe của chúng ta. Tuy nhiên thì xe không phát ra tiếng kêu khi chúng ta tìm xe. Thế nên là khi chúng ta gửi ở những nơi mà ồn hoặc như là trung tâm thương mại thì sẽ rất là khó để tìm kiếm. Xe được bán ra thị trường một phiên bản với 3 màu sơn là trắng, đen và đỏ, đi cùng mức giá bán lẻ đề xuất là 37,9 triệu đồng. Nghĩa là so với bản lít cao cấp có trang bị tương đương là Smart Key thì Latte chỉ kém có khoảng 1,4 triệu đồng trong bối cảnh lít thường bị ít làm giá so với các mẫu xe ga Honda khác. Với ưu điểm về thiết kế trẻ trung, bắt mắt và có phần thời trang hơn so với đối thủ lít, tuy nhiên không có nhiều điểm vượt trội về công nghệ, tính năng hay khả năng vận hành. Chênh lệch giá gần như không đáng kể nên có lẽ Latte không dễ gì vượt mặt được Lead do niềm tin của người tiêu dùng dành cho những mẫu xe tay ga của Honda vô cùng lớn. Và nếu quý vị các bạn có thích hoặc không thích chiếc xe này hoặc là muốn xe cải tiến thêm một chi tiết nào đó, hãy cùng cho chúng tôi biết bằng cách comment ngay dưới video dưới đây. Còn bây giờ thì video của Autobuy xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.